Hello xin chào mọi người chào mọi người trở lại với cả channel của mình lại trở lại với cả channel của nam ngày hôm nay nam lại tiếp tục lên kèo với anh em ở bên thiên đường trò chơi hãy thông cảm tôi cái hôm nay mấy hôm nay cận tết rồi nên là ra clip cũng phải đều đều tí kiếm em gọi là thêm tí gọi là giao bún thôi anh em ạ thực ra là youtube trả tiền trả được mấy đâu anh em được gọi là vài đồng gọi là chơi chơi bù vào gọi tiền lỗ ở bên khi uh, gõ thua thôi ngày hôm qua anh em thấy tôi lên clip gõ thua mày mà căng không anh em mẹ gõ câu tám tám thua hết mẹ 12 triệu ạ à? sợ vãi cả trưởng à? rồi thôi nay lại ôn vốn bà con thiên nhiều trò, trò chơi để đi gỡ kèo với anh em xem là hôm nay mình cũng như anh em xem là, là với cái mẹo ngày hôm nay của mình thì có thể là gọi là gỡ được tiền không nhá chơi thì chủ yếu là đa số là bem kèo bắt cầu rồi nhưng mà <laughs> cái lượng mà người ta mà người gọi soi cầu ấy thì mình thấy là rất ít người nhá hôm qua thì mình có ăn được một tí cũng chỉ gọi là bù một bên ở bên bên gâu thôi không nhiều lắm nó hỡ hai bảy củ đây món con số cũng khá là lớn với mình rồi nhưng mà thật sự cũng một luôn nếu như mà cho mình chơi mình trải nghiệm trong sống suốt thời gian vừa rồi ấy, thì con thì đường ở chơi này của mình tháng này hút cũng khá khá đấy nên là cũng muốn đi gỡ tí ok chưa rồi hôm nay thì mình sẽ làm một tí kèo với anh em ở bên uh, tài xỉu md5 năm ba giây xem là hôm nay mình cũng như anh em xem có thể đọc gọi là kiếm được tí lúa không nhá đấy, đầu tiên thì trước hết thì mình rất là cái mục tiêu của mình ra À, thường ngày thì mọi người cứ thấy mình ăn khoảng cỡ là 5 10 triệu mình đã nghỉ rồi đúng không thì mình cũng xin giải thích với anh em lý do như này à, mình là theo kiểu gọi là chủ nghĩa đó là ăn được là nghỉ đấy ok chưa tức là cứ ăn được là mình đã đang nghỉ rồi chứ không quan trọng là số lượng là bao nhiêu đâu hay đó mai mình cầm hai chục thì cũng mong mà lượng được một tí thôi ba ba hai này chẵn này đi cây giò phát này đi cây giò cầu phát này tại vì mình chưa biết cầu cây giò như nào nhưng mà thấy cầu nó đang chạy cũng kiểu khá là ối rồi ấy hiện tại quất luôn <laughs> ok nha bắt đầu thôi mọi người cứ áp dụng cái mẹo mình chỉ anh em ấy. đang hiện tại nó đang thịnh hành nha mấy bạn bốn sáu bốn này này phun sẵn rồi này làm cái ba mét này Đấy, đi vừa vừa thôi hôm mai chúng ta phải chia cái gọi là lượng vốn hợp lý chứ thua một cái thôi là cũng mày ối rồi đây nhưng mà thật ra thua đối với bạn người xem thì các bạn thấy cảm thấy là mẹ mày tiếc hối hụi chứ ờ à chứ anh em mà có có quan tâm gì mấy đâu 622 này hút luôn này mày quá mới hôm nay mẹ mày ngồi lướt Facebook này. xem anh em gõ con sun là hay con su ấy nhiều với cả trường trời ơi đau hết cả đầu không hiểu kiểu gì tại sao mình có thể dính vào mấy con này 654 này 654 bốn này là 6 cộng 5 cộng 4 này là lệ rồi lệ có thể bên này ba cụ này ba cụ rưỡi này lệ năm chục này đấy gặp mấy luôn xem như nào Ây à, da, mẹ Facebook cũng lát rồi, xong rồi Ui xa. Nhìn cái cầu thôi cũng thấy chán này nhỉ mà à. Hôm qua, đêm qua mình cũng đã nhìn nó tí mình lại sau đó Mấy là con con gâu nó còn Nó còn uh, trụ được không nhưng mà đây để mình bảo cho anh em này Qua mình vừa mới vào Gọi là lụm này Khổ lắm anh em ơi I'm not so này Yeah. bicycle ma ơi luôn bớt này ở kia từ quay ơi very mm -hmm. uh, play đây rồi lại vào trở lại với anh em hôm qua mình tối qua lúc uh, 9 giờ 10 giờ anh em nào xem livestream của mình nhé uh. quá gọi quá trời gõ thua đét luôn đi em ạ hai cây đi rồi, đây. Mình vào cho anh em xem. À ngày hôm qua nói thế nào cho anh em dễ hiểu nhỉ? Từ từ. lụm một cây này. Đây. Mình thì không quan trọng về cái số lượng của anh em là như nào đâu, nhưng mà các bạn là anh em vào chơi ấy, anh em trải nghiệm của mình á em nhớ cho mình xem like và đăng ký kênh nha. Biết là có lịch sử hay không hôm qua mình hôm qua mình ngồi ôm ở đây này. Đây, mình mở lên cho anh em xem. Đây là sún xịn ở gấu xịn anh em. Ấy da không hiểu tại sao Tôi 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 thấy nha Đây vào cái một mét này để tôi được mình vào bằng và uh, Vào bằng tác uh, bản bẩn danh thì mới được cái sao Nó mới hiện cái ấy sao ấy. Nó mới hiện cái, uh, cái, 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 Vẫn là tài này Nó mới hiện là cái uh, Người lắc hay sao ấy. Đây từ từ đợi tí Tôi vào cho anh em xem Mặc không anh em lại kêu tôi suốt ngày bịp Có có thấy bao gõ đâu ừ, Mệt lắm cái này là một cây okay nữa đi tranh thủ đang ngồi vào cầu này sáu này sáu lẻ đấy bắt bệt về bên này đi nằm cây 6 mét ở bên xỉu này chẵn rồi cầu 232 này 126 chuẩn luôn này thấy chưa thơm thế thơm mùi thịt luôn anh em ạ đây rồi đây, đây 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 đâu ông nào bảo tôi mẹ mày suốt uh, ngày vào cầu bịp đây mẹ mày anh em nhìn nhìn biết là gâu xịn hay à, không đều chưa đây Mẹ nhưng mà nó xóa hết bố nó rồi Xóa hết mẹ lịch sử rồi anh em ạ Trời ơi Còn không? Mấy cái này còn không? Ờ mẹ mấy, mấy bên gâu quá kiểu sun nó hay xóa lịch sử lắm anh em ạ bảo mật ấy Thôi thì nó mình sẽ lên clip mà gõ về anh em bên đấy sau Ôi chưa? anh nó xóa bố rồi Cay thật nhưng mà clip mình vẫn còn ở trên kênh ấy. anh nhắn phải xem trên nhá Rồi lộn được 6 củ rồi này Để Làm thêm cái 4 mét này à 495 này 495 này là 49 cộng 5 mà rất là chẵn rồi 134 46 6 lẻ 10.000 đấy coi chốt cái chốt nghỉ này cái chốt nghỉ này đấy là nếu như anh em mà có chơi ấy, trong thời gian tết này anh em nên uh, cân đối uh, cầu mà bè mình nhá Ui, 633 này nhập đúng cái khúc này luôn ạ à. vãi cả đái tưởng là lời rồi chứ Ui, đùa đâu thì tí nữa mình sẽ gọi là bem kèo anh em ở bên gâu luôn từ từ trước hết thì mình cứ đăng cái cỏ kèo bên này đã anh em ạ cầu ba hai ba hai à đi một một đi anh em cược tiếp một lần nữa mua ba năm mua ba bốn ba bốn sáu bảy chín mười mét luôn này đây rồi phải như thế anh em ạ à. Đấy chốt kèo anh em này nhá ok chưa à, phải vui rồi vui rồi rồi bye bye mọi người hẹn mọi người vào clip theo bye bye